tôi hơi cái chợ sắt của ông rồi đấy. Giỏi, đến mà lấy. Ra rồi, về dưỡng sức đi. Cố quá thành quá cố đấy. À. Nhớ tao luôn. Đại ca, lão giả cứng quá. Anh đã có phép. Làm thế nào đại ca? Bình tĩnh. Dạo này anh dùng củ nguyên chất để xem tài xế taxi. Ở đây không có video quảng cáo và nó còn hỗ trợ chơi cửa sổ bật lên. App miễn phí trên Google Play và App Store. Đại ca quảng cáo đấy à? Không, là dùng Mỹ Nam kế để dụ bà trùm giúp chúng ta. Ô thằng Giang này. Chú em gan lớn đấy. Ơ, anh Quang Phế. Bấm nút, rồi gọi chỗ này. Dạ, dạ. Cô có sao không? Không sao. Vậy tốt rồi. Làm tốt lắm. Lão già, suy nghĩ lại trước khi quá muộn. Ký ở đây. Mày đủ khả năng ăn tạo à? Đủ chứ. Chị Đại. Hôn hồn thì ký vào, không thể. Dạ, dạ, em hiểu rồi.